Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình: Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị bầu cử và một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp lãnh đạo 3 công ty của tập đoàn LG tại Hải Phòng là LG Display, LG Electronics và LG Innotech đến chào xã giao. Công ty cổ phần Sông Hồng cùng với nhà thầu đang khẩn trương thi công hạng mục cải tạo mặt sân, hệ thống thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng sân vận động Lạch Tray. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị trực tuyến với các quận ủy, huyện ủy về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đại diện các sở ngành địa phương đơn vị. Về công tác bầu cử, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương, nên công tác chuẩn bị vẫn bảo đảm đúng thời gian, tiến độ, đúng luật định. Đến nay, thành phố đã triển khai và hoàn thành 56 trong 71 nhiệm vụ. Đến ngày 13 tháng 5, toàn thành phố có hơn 1.513.000 cử tri. Tổng số khu vực bỏ phiếu là 1.552 khu vực, 1.552 tổ bầu cử với gần 24.200 thành viên, 39 khu vực bỏ phiếu riêng, gồm 36 khu vực bỏ phiếu của các đơn vị lực lượng vũ trang, 2 khu vực bỏ phiếu tại các cơ sở giáo dục bắt buộc và 1 khu vực bỏ phiếu tại trại tạm giam công an thành phố. Trong kỳ bầu cử này, Hải Phòng được bầu 9 đại biểu Quốc hội với số người ứng cử là 15, bầu 67 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố với số người ứng cử là 109, 409 đại biểu Hội đồng Nhân dân quận huyện với số người ứng cử là 825 và bầu 5.217 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã phường thị trấn với số ứng cử viên là 8.717 người. Các hoạt động kiểm tra, công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát ngày bầu cử, công tác vận động bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đúng luật định. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, theo báo cáo của Sở Y tế, sau 75 ngày không ghi nhận ca mắc cộng đồng, ngày 7 tháng 5, thành phố ghi nhận một trường hợp dương tính, bệnh nhân 3.210, liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội, ở khu 6 Lộc Trù, Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng. Hiện bệnh nhân này đang được cách ly điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. Liên quan đến ca bệnh này, đã truy vết phát hiện quản lý 77 F1, toàn bộ F1 cho xét nghiệm âm tính lần 1, 690 F2, 580 cho kết quả xét nghiệm âm tính, 110 mẫu đang chờ kết quả. Bệnh viện Việt Tiệp đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, kết quả toàn bộ 1.552 mẫu âm tính. Hiện các sở, ngành địa phương đang tiếp tục bám sát diễn biến dịch bệnh, tiếp tục truy vết cách ly các trường hợp liên quan, đồng thời phát thông báo khẩn cho người dân biết để thực hiện khai báo y tế, thực hiện các biện pháp cách ly. Theo Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, dịch COVID-19 bùng phát lần này có một số vấn đề đáng lưu ý, đó là việc không tuân thủ trong các khu cách ly tập trung, dẫn đến dịch lây lan ra cộng đồng và xâm nhiễm vào các bệnh viện lớn. Mối liên quan đến các ca dương tính cũng khá phức tạp, tính chất lây lan nhanh. Vấn đề lây nhiễm COVID-19 trong các khu công nghiệp, tình trạng nhập cảnh trái phép, việc không tuân thủ các biện pháp phòng dịch sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung, sự chủ quan của một số địa phương. Và điều đáng lo ngại nữa là nguồn lây của virus lần này khá phức tạp, việc truy vết người từ vùng dịch trở về khó kiểm soát, trong khi nguy cơ từ các khu cách ly, từ các thuyền viên, từ người nhập cảnh vẫn luôn hiện hữu. Tại hội nghị,
lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành địa phương thông tin, song song cùng với làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, các phương án tổ chức bầu cử theo các tình huống dịch, thì công tác phòng chống dịch cũng được đặc biệt chú trọng, nhất là tại các địa phương có ca bệnh liên quan. Kích hoạt các tổ kiểm soát COVID-19 tại cộng đồng dưới hình thức tự nguyện giám sát các di biến động dân cư. Nhiều địa phương kiến nghị các sở ngành cần hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho người đang cách ly tại nhà khi tham gia bầu cử, mua sắm trang thiết bị vật tư cho công tác phòng chống dịch, kinh phí cho các điểm chốt kiểm soát dịch. Một số ý kiến đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để sớm sàng lọc, xét nghiệm chọn mẫu, tăng cường kiểm soát các hoạt động kinh doanh có điều kiện, tăng cường xử phạt vi phạm về phòng dịch, tổ chức xét nghiệm diện rộng. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao các địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân thành phố đã chung sức đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ bầu cử và phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý. Về công tác bầu cử, xin phép được có mấy ý kiến trao đổi thêm với các đồng chí. Nhận xét chung là đã rất tốt, chúng ta hầu như chuẩn bị mọi việc sẵn sàng để có thể chờ đón cái ngày hội toàn dân ngày 23 tháng 5. Nhưng cũng mong các đồng chí tiếp tục lưu ý quan tâm mấy việc thế này. Thứ nhất là công tác tuyên truyền. Tôi đi một vòng các nơi thì thấy cái tuyên truyền ở xung quanh thành phố, cái cửa ngõ thành phố cũng rất là đẹp, rất là ấn tượng. Tuy nhiên cũng mong muốn tiếp tục tuyên truyền mạnh hơn. Và đặc biệt là chúng ta phải có phương án đấu tranh với thông tin xấu độc nếu phản ứng chúng ta trong những ngày cận ngày bầu cử. Cái này là luôn luôn có. Ở địa phương nào càng thành công thì nguy cơ bị cái này càng lớn. Cái thứ hai là cần bị chuẩn bị chu đáo để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong bất kỳ tình huống nào. Trách nhiệm chính, chủ đạo là của cơ quan công an. Phải có sự tham gia của tất cả mọi người. Việc thứ ba là cũng cần có kế hoạch kiểm tra giám sát trước, trong và sau bầu cử. Về hướng dẫn chúng ta đã có, phương thức thực hiện đã nắm. Vấn đề là phải kiểm tra để đảm bảo cái việc thực hiện nó đúng theo những điều mình mong muốn. Thứ tư là các đồng chí đặc biệt quan tâm đến nơi bỏ phiếu của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Trung ương. Cái này đồng chí Chủ tịch đã phân công rồi, tôi thấy cũng rất mạch lạc. Và điều thứ năm cần nói là qua câu chuyện COVID-19 thì chúng ta mới phát hiện một cái điều là họp và tổ chức những sự kiện dưới hình thức trực tuyến phát huy hiệu quả rất tốt mà lại tiết kiệm. Tôi nghĩ đây là một cái ví dụ mà chúng ta sẽ tiếp tục phát huy trong những công việc khác trong thời gian tới. Về nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất lúc này là tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Nếu như có lơ là mất cảnh giác thì chúng ta sẽ gặp sự cố, chắc chắn rồi. Và điều thứ hai quan trọng hơn là chúng ta đã lãng phí tất cả những sự cố gắng của tất cả mọi người từ hồi đó tới giờ. Cái này là chúng ta có lỗi với mọi người và có lỗi với chính bản thân chúng ta. Cho nên chúng tôi mong muốn các đồng chí ở cương vị công tác của mình trong bất kỳ tình huống nào cũng không được chủ quan lơ là. Cứ nghĩ rằng chúng ta sắp bị nhiễm bệnh, cứ nghĩ rằng chúng ta sắp trở thành ổ dịch. Cụ thể làm gì, tôi đề nghị đặc biệt là tổ phản ứng nhanh và Sở Y tế, các đồng chí tham mưu cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo kịp thời cái này. Bây giờ hàng loạt vấn đề, ví dụ như 6 nguy cơ mà đồng chí tổ trưởng tổ phản ứng nhanh đã đề ra, nó tôi cảm giác nó cũng gần chúng ta lắm chứ không xa. Phải kiểm tra giám sát thường xuyên. Một việc nữa về kinh phí, tôi đề nghị các đồng chí chúng ta thống nhất nguyên tắc là chúng ta có sự ưu tiên quyết liệt và đầy đủ nhất cho kinh phí của bầu cử và phòng chống dịch. Và điều đó có nghĩa là chúng ta không được phép chậm kinh phí vì lý do thủ tục dưới bất kỳ kiểu nào. Cho nên đề nghị đồng chí Chủ tịch, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối và đặc biệt là đồng chí Giám đốc Sở Tài chính phải chủ trì xử lý ngay những việc khó khăn về kinh phí còn lại của câu chuyện COVID-19. Đó là nhiệm vụ chính trị của các đồng chí. Một cái việc nữa đó là chúng ta đang phải thực hiện mục tiêu kép. Cho nên những cái quyết định của chúng ta, những cái mà chúng ta đưa ra yêu cầu mọi người thực hiện, thì đồng nghĩa với một cái việc là nó ràng buộc và thay đổi thói quen sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi người. Cho nên nó gây áp lực lắm cho mọi người. Chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc trong khi quyết định những cái
cái rào cản mang tính kỷ luật này phải thực sự cần thiết. Cho nên tôi đồng tình với cái việc kích hoạt là các tổ kiểm soát dịch ở các khu dân cư. Như đã nói, chúng ta không tiết tiền, nhưng dùng tiền cho nó hiệu quả, cho nó tiết kiệm. Ý kiến của đồng chí chủ tịch tôi thấy là hợp lý. Chúng ta nhân hai câu chuyện vừa bầu cử vừa phòng chống dịch, chúng ta có ít nhiều một khoản tiền nhỏ để động viên mọi người, cái này là thỏa đáng. Nhưng cũng phải nói luôn một câu, để chi được cái này tôi cảm giác nó rất rắc rối về thủ tục. Cho nên Sở Tài chính phải hết sức lưu ý, các địa phương, các đồng chí lưu ý, giúp cho ngành tài chính để có được cái chi cho nó sớm. Cái điều cuối cùng là mang tính nguyên tắc, tôi cho là sẽ là quan trọng nhất trong cái ý kiến cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Đó là xin phép được thay mặt thường trực thành ủy giao trách nhiệm cá nhân cho các đồng chí đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện về sự thành công của ngày bầu cử 23 tháng 5 và thắng lợi của công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn của các đồng chí. Có 3 cơ sở để có thể mạnh dạn nói điều này. Thứ nhất, Đảng là người lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của mọi việc. Thứ hai, với nguyên tắc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đã được các nghị quyết của Đảng xác lập. Và cái thứ ba, vinh dự luôn đi kèm với trách nhiệm. Cho nên tới đây khi chúng ta sơ kết tổng kết hai việc này thì trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu cấp ủy ở các nơi sẽ được xem xét cùng với việc khen thưởng hay là kiểm điểm. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm rất cao. Do vậy, các ngành địa phương, đơn vị cần đặc biệt lưu ý đến hoạt động này. Cùng với đó, chủ động phương án phòng chống dịch trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn cao nhất cho ngày bầu cử. Trước đó, vào sáng nay, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, tiếp lãnh đạo 3 công ty của tập đoàn LG tại Hải Phòng là LG Display, LG Electronics và LG Innotech đến chào xã giao. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang hoan nghênh, cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo LG đối với cá nhân mình trên cương vị công tác mới. Đồng chí đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh ổn định của tập đoàn LG tại Hải Phòng trong suốt một thời gian dài, khẳng định sự phát triển của thành phố thời gian qua có đóng góp lớn của các doanh nghiệp FDI nói chung, tập đoàn LG nói riêng. Đồng chí mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, kiến nghị của LG, để qua đó thành phố có điều kiện đồng hành và chia sẻ nhiều hơn với doanh nghiệp. Cảm ơn tình cảm của lãnh đạo thành phố, Tổng Giám đốc LG Electronics, ông Jun Hai-jin bày tỏ, LGE đang phát triển thêm một số mảng kinh doanh tại Hải Phòng. Hiện số lao động tại LGE ngày càng tăng, với hơn 30.000 lao động. Lối vào khu công nghiệp Tràng Duệ thường xảy ra tắc nghẽn, do đó doanh nghiệp kiến nghị được mở rộng lối vào. Lãnh đạo LG Display chia sẻ, hiện chuyên gia LG vào Việt Nam phải cách ly thêm nhiều ngày. Đây hầu hết là các chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật cao ở lĩnh vực lắp ráp. LG mong muốn, nếu tình hình dịch bệnh ở Hải Phòng ổn định, sẽ được tạo điều kiện giảm thời gian cách ly. Lãnh đạo LG Innotech mong muốn thành phố sẽ giúp doanh nghiệp đào tạo lao động trong khu công nghiệp. Đồng chí Bí thư Thành ủy chia sẻ với những khó khăn của các chuyên gia LG khi phải thực hiện cách ly 21 ngày theo quy định của Việt Nam. Mong muốn lãnh đạo LG hợp tác để cùng chính quyền và nhân dân thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Ấn tượng trước kế hoạch mở rộng dự án sản xuất của LG tại Hải Phòng, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, chia sẻ tích cực và mạnh mẽ hơn nữa, qua đó thúc đẩy cho sự phát triển lâu dài của LG tại Hải Phòng cũng như tại Việt Nam. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng cho biết sẽ thăm LG vào thời gian sớm nhất. Chiều nay, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng những ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 12, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các xã còn lại của huyện Kiến Thụy. Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri huyện Kiến Thụy được nghe giới thiệu về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Các ứng cử viên khẳng định
nếu trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, sẽ phát huy hết khả năng của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng đáng với vai trò người đại biểu nhân dân. Các chương trình hành động tập trung vào nhiều vấn đề cử tri quan tâm như xây dựng các chính sách, biện pháp cụ thể, khắc phục những tồn tại như xử lý tình trạng bỏ ruộng, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, cũng như tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp có năng lực tiếp cận nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường giám sát, giải quyết kịp thời khiếu nại, kiến nghị của người dân, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, sớm đưa huyện Kiến Thụy trở thành đơn vị hành chính cấp quận trước năm 2030 theo mục tiêu đã xác định trong nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ thành phố, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện nói riêng và thành phố nói chung. Cử tri huyện Kiến Thụy đánh giá cao các chương trình hành động đã đưa ra những vấn đề cụ thể cần phải giải quyết và bày tỏ kỳ vọng mong muốn các ứng viên nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ sớm đưa chương trình hành động vào thực tế, giải quyết những vấn đề người dân còn vướng mắc, luôn gần dân, sát dân, phản ánh trung thực những tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của nhân dân, trở thành cầu nối giữa nhân dân và chính quyền. Thay mặt những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn và tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của cử tri để bổ sung vào chương trình hành động nhằm phục vụ nhân dân tốt nhất, đáp ứng mong muốn kỳ vọng của cử tri. Những ngày vừa qua, công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Đồ Sơn được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, bảo đảm đúng thời gian và tiến độ theo quy định. Đến hôm nay 14 tháng 5, còn 9 ngày nữa sẽ đến ngày bầu cử 23 tháng 5. Quận đang gấp rút triển khai các phần việc còn lại, bảo đảm điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi và tuyệt đối an toàn. Bên cạnh những văn bản chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng, tập trung vào những nội dung vấn đề cấp thiết và tăng cường giám sát triển khai công việc liên quan đến bầu cử, những ngày này, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quận Đồ Sơn tăng cường kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, phòng ngừa dịch bệnh và những vấn đề khác có thể nảy sinh trong bầu cử. Phường Hải Sơn là địa phương mới được thành lập từ tháng 2 năm 2020 trên cơ sở sáp nhập phường Vạn Sơn và Ngọc Hải với 24 tổ dân phố và một khu tập thể đặc thù. Diện tích đất tự nhiên lớn, dân cư đông nên công tác chuẩn bị cho bầu cử được cấp ủy chính quyền địa phương tập trung từ sớm, bảo đảm đúng thời gian, tiến độ theo yêu cầu. Đến thời điểm này, 8 khu vực bỏ phiếu của phường đã cơ bản hoàn tất trang trí khánh tiết, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng tốt các yêu cầu của công tác bầu cử. Trên 10.300 cử tri phường Hải Sơn đang chờ đợi đến ngày cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử cho các ứng cử viên đủ đức đủ tài, đại diện cho mình tại nghị trường Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch, ban chỉ đạo bầu cử của phường cũng đã có xây dựng kế hoạch, xây dựng phương án phù hợp với từng cái khu vực bỏ phiếu và sắp xếp bố trí một cái lượng cử tri phù hợp theo từng thời gian để vừa đảm bảo được cái quyền của công dân và đặc biệt là đảm bảo phòng chống dịch. Và chúng tôi cũng tin rằng là nhân dân cũng đồng tình ủng hộ, cử tri cũng sẽ ủng hộ những cái phương án phòng chống dịch của ban chỉ đạo bầu cử cũng như ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương. Đến thời điểm hiện tại thì tinh thần khí thế của nhân dân cũng đang rất là háo hức để mong chờ ngày bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021 này. Tại phường Bàng La, nhiều phần việc của công tác bầu cử đã hoàn tất như việc lập và niêm yết danh sách cử tri, in thẻ cử tri, bàn giao đầy đủ hòm phiếu, con dấu, giấy bút, tài liệu, bảng biểu, phiếu bầu cho ban bầu cử và tổ bầu cử, bảo đảm đúng thời gian theo quy định. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để chủ động phòng ngừa, ứng phó với diễn biến có thể phát sinh trong ngày bầu cử, ngoài 5 hòm phiếu chính, 5 hòm phiếu phụ được đặt tại 5 điểm bỏ phiếu, phường Bàng La còn chủ động dự phòng thêm 5 hòm phiếu phụ phục vụ cho các trường hợp đặc biệt, bảo đảm công tác bầu cử được diễn ra an toàn, đúng thời gian, đúng luật. Ủy ban bầu cử của phường đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền là quan trọng, thì đã tổ chức tuyên truyền một ngày 3 lần trên hệ thống đài truyền thanh của phường thì nhân dân đã nắm được. Trong đó chúng tôi tập trung tuyên truyền về các nội dung ngày hội của bầu cử, về tiểu sử của các ứng cử viên, rồi là các địa điểm đi bỏ phiếu để cử tri nắm được. Và công tác trang trí khánh tiết thì hiện nay rất là tưng bừng phấn khởi. Trong tình hình vừa tổ chức thành công của bầu cử này vừa phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi đã xây dựng các phương án, kịch bản cho việc là nếu như mà có xảy ra việc là ảnh hưởng với dịch COVID cũng có phương án để làm sao đảm bảo vừa phòng dịch thật tốt, an toàn, vừa là đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công. Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Để bảo đảm công tác bầu cử thuận lợi, an toàn, quận Đồ Sơn tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hoạt động của các đối tượng lợi dụng bầu cử để tiến hành chống phá. Cùng với các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quận Đồ Sơn bám sát địa bàn, nắm bắt các ý kiến, dư luận trong quần chúng nhân dân để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa những tư tưởng sai trái, không phù hợp. Các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cũng sẽ được tiếp tục tổ chức đến hết ngày 20 tháng 5 tới. Thưa quý vị, theo luật bầu cử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 sẽ thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử để trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình hành động của Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hải Phòng. Kính thưa toàn thể các quý vị cử tri, tôi là Nguyễn Đức Dũng, cấp bậc quân hàm thiếu tướng, chức vụ hiện nay là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3. Lời đầu tiên, cho phép tôi được trân trọng cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã hiệp thương và giới thiệu tôi về tham gia ứng cử bầu cử tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 1, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể thành phố và các quận huyện đã tạo điều kiện để tôi được gặp gỡ, tiếp xúc và báo cáo ý nguyện của mình. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhiệm kỳ mới góp phần tích cực việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng phấn đấu trở thành đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Đó là một niềm vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Với ý thức đó, tôi rất mong muốn được toàn thể cử tri ở đơn vị bầu cử số 1 thành phố của chúng ta tín nhiệm, ủng hộ để tôi được trúng cử vào Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, giúp tôi có điều kiện đóng góp công sức thực hiện những tâm huyết của mình, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình bằng chương trình hành động cụ thể như sau. Thứ nhất, tích cực tham gia đầy đủ các kỳ họp, các chương trình và hoạt động của Quốc hội, nhất là việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Chủ động, tham mưu, tham gia đóng góp ý kiến với các địa phương, đặc biệt là với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố Hải Phòng, các huyện, các quận trực thuộc thành phố để thực hiện tốt hơn những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tôn giáo, những việc cấp thiết phải làm ngay để nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình thuộc đối tượng chính sách ở tất cả các quận huyện thuộc thành phố của chúng ta, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biển đảo, cát hải, Bạch Long Vĩ, tích cực tham mưu, đóng góp trí tuệ, công sức cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân tiếp tục xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển lớn mạnh, là thành phố đáng sống của Việt Nam và thế giới. Thường xuyên gần gũi, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đến các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các ban ngành, chức năng về chế độ chính sách đối với cử tri nói chung, các đối tượng chính sách cụ thể trong xã hội nói riêng như chính sách giáo dục đối với con em các gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, con em các gia đình nghèo, hiếu học, chính sách bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Thứ hai, trên cơ sở chức trách và nhiệm vụ được giao, tôi sẽ tích cực, chủ động, tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo quân khu, quân và dân quân khu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, không ngừng củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm đủ khả năng và sức mạnh cần thiết để đối phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra, góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ địa bàn từ sớm, từ xa, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm, đẩy mạnh, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt, các cấp, các ngành về đường lối, quan điểm, tư duy mới của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đối ngoại. Qua đó, có phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn dân về nhiệm vụ và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng bằng nhiều biện pháp và nhiều hình thức phù hợp, quan tâm đến các đối tượng là chủ hộ gia đình, chủ phương tiện, tàu thuyền ở khu vực biên giới, biển đảo, cán bộ trong các doanh nghiệp và chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang quân khu phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, trong đó tập trung vào các dự án kinh tế mang tính ứng dụng như hệ thống cảng biển, đường tuần tra biên giới, đường xuyên đảo, đường ven biển, hệ thống thông tin liên lạc, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu bao gồm cả lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhất là phối hợp phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Thực hiện tốt phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm, đào tạo, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng, chính sách. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Thứ ba, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, các tiêu cực trong xã hội, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là phòng chống tham nhũng, lãng phí. Với cương vị và chức trách được giao, tôi sẽ cùng với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thực hiện tốt các hoạt động giám sát đối với chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan tư pháp trong quá trình thực thi đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của nhà nước ở địa phương. Thứ tư, tôi luôn tâm nguyện rằng nếu trở thành đại biểu Quốc hội, tôi sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục nâng cao trình độ về mọi mặt bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri. Vì vậy, tôi rất mong muốn được sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ của cử tri quận Lê Chân, Hồng Bàng, huyện Thủy Nguyên, huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vĩ. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các quý vị cử tri đã dành thời gian lắng nghe tôi trình bày chương trình hành động. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui. Tiếp theo, chúng tôi xin được giới thiệu chương trình hành động của ông Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2, thành phố Hải Phòng. Kính thưa cử tri và nhân dân thành phố Hải Phòng, tôi là Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2, thành phố Hải Phòng. Qua tìm hiểu, tôi nhận thức rằng Quốc hội nước ta là một cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền lập pháp đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước, và là người đại biểu Quốc hội và là đại biểu của nhân dân, vì dân mà phục vụ. Với tâm thức như vậy, nếu được cử tri tín nhiệm và trúng cử làm đại biểu Quốc hội khóa 15, với vốn kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu quản lý biển đảo và lĩnh vực nghiên cứu nghề cá, tôi sẽ ưu tiên thực hiện các nhóm vấn đề chính như sau. Thứ nhất là đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nói chung về biển đảo nói riêng ở nước ta. Cụ thể là bảo đảm làm sao quá trình xây dựng
ban hành và thực thi pháp luật phải bám sát và phản ánh được nguyện vọng cũng như có sự tham gia nhiều hơn của người dân, doanh nghiệp, nhất là về lĩnh vực phát triển kinh tế biển xanh, hiệu quả và bền vững. Thứ hai là đề nghị xây dựng và ban hành một luật sử dụng biển, đồng thời với việc rà soát luật đất đai, tức là luật sử dụng đất, để bảo đảm sử dụng có hiệu quả, bền vững, giảm thiểu những xung đột lợi ích giữa các ngành và những người khai thác sử dụng biển. Thứ ba là đề xuất các giải pháp để bảo đảm hệ thống chính sách pháp luật về biển đảo và tài nguyên biển và môi trường biển để giảm những chồng chéo, dễ đi vào cuộc sống. Thứ tư là kiến nghị xây dựng chính sách đặc thù để giải quyết đồng bộ ba vấn đề ngư dân, ngư nghiệp và ngư trường, nói tắt có thể gọi là chính sách tam ngư ở nước ta, nhằm hỗ trợ ngư dân bám biển, bám đảo để không chỉ làm giàu cho đất nước và gia đình, phát triển nghề cá bền vững mà còn góp phần thực hiện tốt chủ quyền dân sự của Việt Nam trên Biển Đông. Thứ năm là rà soát điều chỉnh và xây dựng cơ chế chính sách và các giải pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản kết hợp với chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân đánh cá xa bờ, ngăn chặn đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Thứ sáu là ban hành chính sách khuyến khích phát triển hệ thống đô thị biển ở nước ta và lấy Hải Phòng làm hình mẫu cho cái mô hình phát triển hệ thống đô thị ven biển. Thứ bảy là kiến nghị về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân, bảo hộ cho ngư dân khi gặp những rủi ro thiên tai và nhân tai. Thứ tám là cụ thể hóa cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, liên cơ quan để áp dụng thành công phương thức quản lý tổng hợp và tiến tới thống nhất quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo cách tiếp dẫn quản lý theo không gian. Về giám sát và thi hành chính sách thực thi pháp luật, tôi ưu tiên cho hoạt động triển khai và giải pháp thực hiện hiệu quả cái chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cụ thể hóa các mục tiêu và chủ trương đã được ghi trong Đại hội 13 của Đảng, phần có liên quan tới biển và hải đảo và kinh tế biển ven biển, đặc biệt là đối với thành phố Hải Phòng. Giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực nói chung cho biển đảo nói riêng để phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Tiếp tục làm rõ quan hệ giữa môi trường và phát triển với các phương thức phát triển mới như phát triển phương thức phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế dựa vào bảo tồn và cái kinh tế tuần hoàn v.v. Và có tính đến sự can thiệp của các công nghệ mới và hiện đại, tái cơ cấu tổ chức lại không gian kinh tế biển để góp phần thực hiện các định hướng phát triển của đất nước theo lộ trình mà nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13 đặt ra những khát vọng cho Việt Nam phát triển từ nay đến 2045, và tăng cường hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật biển, tăng cường phương thức quản lý đồng quản lý nghề cá nhỏ trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong ngăn ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp, giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa biển. Trong các vấn đề về trọng đại của đất nước thì tôi ưu tiên cho việc ủng hộ các quan điểm và chủ trương giải quyết hòa bình các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng, nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển đảo phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982. Tăng cường dự báo các kịch bản có thể xảy ra trên Biển Đông liên quan tới các quyền và lợi ích của Việt Nam để có những giải pháp chủ động ứng phó tương ứng. Vấn đề phát triển đô thị và các khu công nghiệp ven biển liên quan tới các hoạt động xử lý chất thải, đổ chất thải ra biển bao gồm các rác thải nhựa. Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được ưu tiên, kiến nghị và tư vấn. Những vấn đề ngập lụt đô thị ven biển và chống xói lở bờ biển, giải pháp cải cách toàn diện và căn bản hệ thống giáo dục và đào tạo nước ta. Đối với phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng, tôi quan tâm đến những vấn đề chính: tiếp tục đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng hiện đại, văn minh, xanh và bền vững, phấn đấu trở thành hình mẫu của một thành phố ở vùng cửa sông ven biển và giàu đẹp. Chính vì cái đó thì với vị thế và tầm vóc của Hải Phòng, tôi sẽ kiến nghị với lại Quốc hội để mà Hải Phòng sớm có cái chính sách và đặc thù để mà Hải Phòng phát triển tương ứng với lại tiềm năng và thế mạnh của mình. Thông qua đó thì Hải Phòng cũng phát huy kinh tế biển với 4 yếu tố quan trọng là cảng, đô thị, công nghiệp và biển. Với 4 cái yếu tố nền tảng đó thì tôi nghĩ rằng Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy được những thành tựu cho đến nay và để tiếp tục phát triển một bước mới, góp phần quan trọng
thực hiện thành công cái khát vọng Việt Nam là tích của tinh thần nghị quyết của Đại hội 13 cũng như là tinh thần của nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và cái nghị quyết 45 của Bộ Chính trị ban hành riêng cho Hải Phòng, cũng phát huy cái thế mạnh của một trung tâm khoa học công nghệ biển để Hải Phòng xứng đáng là một cái trung tâm nghề cá khu vực, một trung tâm khoa học công nghệ biển và gắn với phát triển đô thị thông minh hiện đại với các khu công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao và bảo tồn nguồn lợi, bảo vệ môi trường, bảo vệ các giá trị di sản toàn cầu và quốc gia mà Hải Phòng hiện có ở vùng Cát Bà cũng như là vùng ven biển của Hải Phòng. Có chính sách về nông thôn mới cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân thành phố, xóa đói giảm nghèo bền vững và bảo đảm những các cái kiến nghị của ngư dân, của cử tri Hải Phòng, đặc biệt là những nơi mà tôi tham gia tranh cử thì sẽ được nên được nhanh chóng kịp thời đến các cơ quan hữu trách và Quốc hội và tiếp tục theo dõi giải quyết những vấn đề đó, phòng chống hiệu quả cái đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng để nói dịch COVID-19 đòi hỏi phải có một cái hành động tập thể, mỗi người đều phải có một cái trách nhiệm, các cơ quan, mỗi cơ quan cũng đều phải có trách nhiệm và chung tay cùng nhau khắc phục để làm sao có lợi ích kép và sớm khôi phục lại các cái ngành nghề mà nhạy cảm với COVID như du lịch, dịch vụ và gắn với cái phát triển nghề cá giải trí sau này ở vùng biển. Vấn đề thực thi pháp luật chính sách trên địa bàn thành phố, bảo đảm quyền và lợi ích của người dân cũng sẽ được tôi chú ý. Thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy trở thành một thành phố hình mẫu của đất nước ta trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Sáng nay, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Hải An. Kiểm tra động viên các tổ công tác phòng chống dịch tại tổ dân phố số 9, tổ dân phố Lực Hành, phường Đằng Lâm và một số điểm bầu cử tại các phường, đồng chí Cao Xuân Liên ghi nhận tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn của các thành viên tổ công tác, đồng thời yêu cầu các tổ công tác tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, rà soát nắm chắc di biến động dân cư, không để người từ vùng dịch về mà không nắm được. Các khu vực bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng lưu ý các địa phương cần triển khai các phương án bảo đảm phòng chống dịch trong ngày diễn ra cuộc bầu cử, tránh tập trung đông người trong một thời điểm, bố trí lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn, giãn cách theo quy định nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Các tổ bầu cử tiếp tục rà soát danh sách cử tri và bổ sung kịp thời, bảo đảm mọi công dân đều có quyền bầu cử. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giao thông Vận tải về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các hoạt động vận tải. Những ngày qua, cùng với bố trí lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh, Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng dịch tại các đơn vị doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là ngành nghề thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, nên hơn cả nỗi lo doanh thu sụt giảm là công tác phòng chống dịch bệnh. Nỗi lo bảo vệ an toàn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và cộng đồng của doanh nghiệp hoạt động vận tải khách trong những ngày này. Tại công ty cổ phần Én Vàng Quốc tế, thực hiện chỉ đạo của ngành, doanh nghiệp đã cắt giảm một nửa số phương tiện vận tải bằng taxi, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Mỗi một cán bộ, công nhân viên, mỗi một anh em lái xe phải hiểu được ý thức trách nhiệm để bản thân mình phải nâng cao cái công tác chủ động phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc 5K. Việc thứ hai là chúng tôi chủ động trang bị các cái trang thiết bị cần thiết cho công tác vệ sinh phòng bệnh như khẩu trang, thuốc sát khuẩn và công tác vệ sinh hàng ngày của mỗi chuyến xe bằng việc khử khuẩn cho lái xe. Quan sát tại các bến xe, bến tàu, cơ bản hành khách đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch. Dung dịch sát khuẩn được đặt ngay cửa ra vào, quầy bán vé và trên các phương tiện vận tải. Các bến xe, ga tàu đều bố trí nhân viên kiểm soát nhắc nhở việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế cho hành khách, nhất là việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử.
Chúng tôi đã kiểm soát ngay hành khách ngay từ cửa ra vào, khử khuẩn, phun khử khuẩn. Xe về bến thì chúng tôi đã thực hiện là anh em lực lượng điều độ trật tự bảo vệ phun khử khuẩn ngay cả khi xe về bến ngay và khi xe xuất bến. Đối với các nhà xe thì khi xe đi vào vùng các dịch thì chúng tôi yêu cầu là lái phụ xe thì không được dừng đỗ, không cho bà con hành khách xuống khu vực có dịch. Lực lượng thanh tra giao thông cũng đã tập trung 100% quân số để tăng cường cái công tác kiểm tra phòng chống dịch. Qua kiểm tra đối với các doanh nghiệp thì nói chung là các doanh nghiệp cũng đã nhận thức được cái việc phòng chống dịch và cũng làm rất tốt. Còn về nhà xe thì cũng đã thực hiện rất nghiêm những cái chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố và của lãnh đạo sở và của lãnh đạo doanh nghiệp, đảm bảo đối với các phương tiện là khử khuẩn sạch sẽ, rồi đối với hành khách ở trên xe là được khai báo đầy đủ và giữ khoảng cách khử khuẩn, đeo khẩu trang. Theo đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, lượng hành khách trong những ngày này giảm hơn một nửa so với ngày thường do người dân hạn chế di chuyển trong thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Thậm chí tại ga Hải Phòng, lượng khách giảm tới 90%. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải về phòng chống dịch COVID-19, tuy nhân lực hạn chế, nhưng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh, phục vụ tối đa nhu cầu về phòng chống dịch của ngành và thành phố, mà mục tiêu cao nhất là vì thành phố an toàn, không có dịch bệnh. Sau đây là cập nhật diễn biến mới nhất của dịch COVID-19. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay, Việt Nam có 60 ca mắc mới, 1 ca cách ly ngay khi nhập cảnh tại Khánh Hòa, 59 ca ghi nhận trong nước tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 2 ca, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh 1 ca, Bắc Ninh 33 ca, Hà Nội 12 ca, Bắc Giang 6 ca, Đà Nẵng 3 ca, Thái Bình 1 ca và Điện Biên 1 ca. Tính đến 18 giờ ngày 14 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 2.357 ca ghi nhận trong nước và 1.459 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.816 ca. Còn tại Hải Phòng, từ ngày 7 tháng 5 ghi nhận 1 ca bệnh dương tính tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng. Hải Phòng đang cách ly tập trung cho 979 người, trong đó gồm 584 người liên quan dịch tễ, 395 chuyên gia nước ngoài. Còn trên thế giới có hơn 160 triệu ca mắc COVID-19, với hơn 18 triệu người đang nhiễm và hơn 3 triệu người tử vong. Tiếp theo là cập nhật hướng dẫn nhận biết các vùng cách ly y tế ngày hôm nay. Lưu ý, áp dụng các biện pháp cách ly y tế đối với những người đến và trở về Hải Phòng từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo bảng trên. Cách ly tập trung theo màu cam, cách ly tại nhà theo màu xanh nước biển, khai báo giám sát y tế theo màu xanh mạ, không áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo màu trắng. Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực hiện công văn số 2803 ngày 30 tháng 4 năm 2021, thông báo số 164 ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Khai báo y tế tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn nơi cư trú, lưu trú, địa chỉ truy cập covidmaps.haiphong.gov.vn. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam vừa đi kiểm tra đột xuất công tác cải tạo sửa chữa sân vận động Lạch Tray, nơi thi đấu thể dục thể thao của thành phố đã bị xuống cấp từ nhiều năm nay. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí ghi nhận đánh giá cao công ty cổ phần Sông Hồng, đơn vị chủ quản của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, cùng với nhà thầu đang khẩn trương thi công hạng mục cải tạo mặt sân, hệ thống thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo đúng chất lượng theo thiết kế và đúng tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành để kịp đưa vào sử dụng cho giải đấu V-League sắp tới. Thực tế, từ nhiều năm nay, sân vận động Lạch Tray bị xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí không đảm bảo quy định về điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức thi đấu một số giải. Do vậy, mới đây, thành phố đã quyết định lập dự án cải tạo, sửa chữa sân vận động Lạch Tray với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, trong đó 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Theo kế hoạch, sân vận động Lạch Tray sẽ tiếp tục được cải tạo, sửa chữa các hạng mục khác, gồm sửa chữa 4 khán đài A, B, C, D, sửa chữa đường chạy điền kinh, cải tạo các phòng của cầu thủ, chỉnh trang cổng và cải tạo khuôn viên trước cổng sân vận động, cải tạo và lắp đặt thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Sáng nay tại Hà Nội, các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh và Trần Thanh Nam đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, bàn các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm thúc đẩy xuất khẩu và tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan. Với sự quyết tâm nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, xuất khẩu nông sản năm 2020 đạt 41,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,6% so với năm 2019, tạo đà cho thị trường năm 2021. Tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Sang năm nay, những tác động của dịch COVID-19 có nhiều điểm khác do các nước trên thế giới đồng loạt áp dụng các biện pháp phong tỏa, làm ảnh hưởng đến nguồn cung thị trường toàn cầu. Đối tượng ảnh hưởng được thu hẹp, tập trung vào các ngành du lịch, dịch vụ, vận tải. Còn sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì, phát triển khá tốt. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh, để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra các giải pháp chính như điều chỉnh sản xuất nông nghiệp, tăng cường chế biến, bảo quản, lưu thông để linh hoạt thích ứng với bối cảnh dịch bệnh, hỗ trợ chính sách thuế và tín dụng cho khu vực sản xuất, chế biến, bảo quản và xuất khẩu nông sản, đẩy mạnh thông quan, phát triển hạ tầng logistics và thúc đẩy toàn diện tiêu thụ nông sản trong nước. Tại thành phố Hải Phòng, 4 tháng đầu năm, lượng nông sản hàng hóa tiêu thụ tương đối ổn định. Bên cạnh nguồn cung tại chỗ từ các huyện, thì lượng nông sản từ các tỉnh thành khác về tiêu thụ trung bình khoảng 80 đến 100 tấn một ngày, cao điểm lên tới 150 tấn một ngày. Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất một số giải pháp chính như xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển rau củ quả, tổ chức sản xuất nông sản thực phẩm theo quy trình Việt Gáp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là khâu sản xuất, sơ chế biến và xuất khẩu. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Phía bắc thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Phía nam thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây không mưa, gió đông nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C, độ ẩm 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5.